Quý Black xin chào toàn thể mọi người nhá. Thì ngày hôm nay mình vừa lấy về được một chuyến hàng. Mình vừa lấy về được một chuyến hàng thì bây giờ mình vừa về đến nhà xong, có nghĩa là mình vừa lấy từ trên xe tải xuống xe của mình. Thì bây giờ sau khi xuống xe của mình rồi, về đến nhà an toàn rồi thì mình quay và chia sẻ với tất cả anh em về những cái món hàng. Và hôm nay ấy, thì là có rất là nhiều bao tải anh em nhá. Có rất là nhiều bao tải, có rất là nhiều hộp. Thì bây giờ mình sẽ bê vào trong nhà kia, sau đó thì là mình sẽ quay cho anh em xem là ngày hôm nay thì ở cái lô hàng này mình lấy về là nó sẽ gồm có những cái gì anh em nhé. Và đảm bảo với anh em là đây là những cái món mà anh em khi mà mình khui ra anh em sẽ cực kỳ thích luôn. Và nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên cho Quý Lách một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Khổ quá, đang quay video mà cái dây vàng này nó cứ lập cặp lập cặp. Ôi, cái thùng này là nặng nhất trong này, là thùng nai thì phải. Ôi nóng quá, nóng quá, thở không ra hơi rồi. Ok anh em nhá, thì bây giờ mình sẽ khui hết những cái bóng đèn này ra. Cái này là cái thùng này là cái thùng mình bóc ra để mình kiểm tra hàng em nhá. Bởi vì là nếu như mà mình không kiểm tra hàng thì mình không biết là hàng ở trong này nó có bị vỡ hay không, vì nó là bóng đèn nên là bắt buộc mình phải tháo ra để kiểm tra. Ok chưa anh em? Đấy, thì bây giờ mình sẽ khui ra và cho anh em xem nhá. Ở đây cái thùng này thì đa phần nó là bóng đèn anh em nhá, đa phần là bóng đèn, đà la đèn anh em ạ. Đầu tiên thì sẽ chia sẻ với tất cả anh em nhá, bây giờ mình phải cởi bỏ khẩu trang ra nói cho nó bốc. Đầu tiên thì mình sẽ quay cho anh em xem là ở cái thùng đầu tiên này thì nó là bóng đèn anh em nhá. Đấy, và mình sẽ quay cho anh em xem luôn, đây là cái bóng đèn led K3 anh em nhá. Đây là bóng đèn led K3 này. Thì ở trong cái quả bóng đèn này, cái bóng đèn này của bên mình ấy thì là nó dùng được cho quay này, nó dùng được cho quay em nhá, quay 50cc, quay 100, quay 110 và XSI. Đấy, XSI hoặc là Vision Lead, đại loại là những cái xe nào ấy mà bóng đèn của nó là bóng đèn ba chân này này, cái kiểu ba chân này này thì chúng ta đều có thể lắp được. Và bóng này thì nói thật với anh em cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đấy, rất là cute fume que luôn nhá anh em nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và chắc chắn. Đấy, thì mình quay để nói chung là mình lấy cái hàng nào ra ấy, ngày hôm nay thì cái video này chắc chắn là nó sẽ hơi dài, và mình lấy cái hàng nào ra thì mình sẽ quay và chia sẻ cho anh em cái món hàng đấy nó là cái hàng gì anh em nhá. Ok mọi người nhá, thì mình vừa bê hàng vào đây xong. Nói cho mọi người mình vừa bê hàng vào đây xong và bây giờ thì mình vừa khui một số món ra để kiểm tra hàng xem là hàng có đúng như những gì mình đặt hay không. Thì sau khi mà khui hàng xong rồi thì bây giờ mình quay và chia sẻ với tất cả anh em nhá. Đấy, thì thực ra là cái chỗ hàng này ấy, chỗ hàng ngày hôm nay mà khi mà mình quay cho tất cả anh em thì nó mới chỉ là được có một phần trên 1/10 đấy cái lô hàng mình đặt thôi. Nhưng mà thực rất là giờ do cái tình hình dịch bệnh ấy cho nên là nó sẽ không có nhiều hàng đâu anh em nhá. Sẽ không có nhiều hàng đâu. Đấy, và vạ hàng thật ra nó là về cũng không có hàng để cho mình đặt cơ. Đấy, nên là hàng bây giờ rất khan luôn. Hàng bây giờ cực kỳ khan luôn, cho nên anh em phải hiểu ra một điều rằng là cái việc ngoài cái việc vận chuyển nhá, ngoài cái việc vận chuyển và đến tay mọi người những cái sản phẩm này nó thật sự là vô cùng khó khăn, nó không hề đơn giản đâu. Thì cái lô hàng đầu tiên ý, cái thùng đầu tiên này mình sẽ quay và chia sẻ cho anh em nhá. Đấy, thì đây là một cái quả bóng đèn bi cầu hai màu anh em nhá, bi cầu mini hai màu này. Đấy, và cái quả đèn này thì mình cũng đã bán rất là nhiều và mình cũng có những cái video test hình ảnh thực tế cho anh em khi anh em mua quả đèn này. Đấy, và thực sự để nói là quả đèn này nói chung là hàng vô đối anh em ạ. Đây là cái hình ảnh thực tế của đèn này cho anh em xem này. Đấy, đó, và bất cứ một cái quả đèn nào anh em mua bên shop Quy Lách thì đều được bảo hành nhá. Ví dụ như quả đèn này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như quả đèn này là bên mình sẽ bảo hành cho anh em là 30 ngày, được chưa? 30 ngày nhá, lỗi 1 đổi 1, được chưa?
Đấy, và còn một quả đèn nữa, một loại đèn nữa. Đây là loại đèn này anh em nhá. Đây là loại đèn này này. Đấy. Nó cũng là bi cầu hai màu. Được chưa anh em? Nó cũng là bi cầu hai màu. Được chưa? Đó, và tiếp theo thì đây. Bóng đèn anh em nhá, 100 quả bóng đèn nháy hậu F1 cho anh em này. Được chưa? 100 quả bóng đèn nháy hậu F1 cho tất cả anh em luôn. Những anh em nào mà ví dụ như bình thường nhá, chia sẻ với anh em là bình thường nếu như một anh em mà đặt ví dụ 1 2 3 quả mình sẽ không ship đâu, mà ít nhất phải là 4 quả trở lên thì bên mình ship anh em nhá. 4 quả trở lên thì bên mình ship, chứ bên mình không có ship kiểu mấy quả 1 2 quả. Bởi vì anh em phải hiểu là bây giờ cái bóng này thì nó chỉ có một quả, nó bé tí như cái ngón tay cái này. Bây giờ anh em bảo là ship thì đóng hàng kiểu gì? Đóng hàng nó rất nhỏ lẻ, nó rất là dễ vỡ. À, nó rất là dễ mất anh em nhá. Đấy, cái thứ hai nó là cái túi bóng đèn này anh em này. Đây này. Bóng đèn cho anh em này. Được chưa? Thì quay và chia sẻ với tất cả anh em là cái đây là công tắc tắt đèn của 2021 anh em nhá. Công tắc tắt đèn của 2021, được chưa? Đấy, hàng này là hàng rất là đẹp, hàng này là hàng loại đẹp nhá anh em nhá. Đấy, chân nó là chân đồng luôn, cho nên là anh em yên tâm khi sử dụng luôn nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chân đồng chưa? Và cái này thì anh em mua ấy thì nó là cái công tắc ngắt đèn. Đấy, nhưng mà cái chia sẻ với tất cả anh em luôn là cái công tắc này này khi anh em mua ấy nó chỉ có nhiệm vụ là tắt đèn thôi. Pha cốt thì vẫn bình thường và tắt đèn, chứ nó không có công tắc, nó không có cái chế độ là đá phát sinh anh em nhá. Không có chế độ đá phát sinh đâu, được chưa? Đấy. Bởi vì cái hàng này nó là cái hàng mà thật sự đều nó là nó chỉ có cái chức năng là ngắt đèn thôi, chứ nó không có như kiểu là tắt mở giống như cái hàng kia. Được chưa? Tiếp theo thì sẽ quay cho anh em cái tay nắm S21 anh em nhá. Tay nắm S21 này về rất là nhiều luôn. Đấy, tay nắm S21 về rất là nhiều luôn. Và mình vừa mới khui ra một cái cặp tay nắm cho anh em xem này. Và đây là cái hình ảnh thực tế, mình vừa lôi cái xé cái bao bì ra và mình quay cho anh em xem cái hình ảnh thực tế luôn anh em nhá. Thì anh em cũng hết sức thông cảm là có thể là nó sẽ hơi tối. Đấy, nó có thể là nó sẽ hơi tối thì anh em hết sức thông cảm. Và cái đây là cái gu của nó nhá. Khi anh em đặt hàng ấy, khi anh em đặt hàng ấy thì là nó sẽ có cả cái gu này luôn, được chưa? Đấy, nó sẽ có cả cái gu này đi kèm với lại cái tay nắm SMO nhá mọi người nhá. Thì cái lô hàng đợt này về thì mình về cũng loanh quanh đâu đấy, nó chỉ rơi vào khoảng gần 100 đôi tay nắm thôi, không có nhiều đâu. Cho nên là những anh em nào mà đang có nhu cầu mua thì đặt hàng nhá, không có là hết đấy. Đây, tiếp theo cái thùng này thì nó là cái thùng Nike anh em nhá, Nike 11 này. Nike 11. Thì khi mà anh em mà mua cái sản phẩm này của bên mình về thì là cái thụt Nike nó sẽ như thế này anh em nhá. Đây. Thụt Nike là nó sẽ như thế này. Khi anh em bóc ra là nó sẽ có một cái lớp màng xốp để bảo vệ cho cái thụt Nike nó không bị xước. Và đây thì là nó là cái thụt của chúng ta đây. Được chưa? Hàng 11 đẹp cực kỳ luôn anh em nhá. Bao đẹp cho anh em luôn. Đấy. Được chưa? Giảm sóc vàng ti trắng anh em nhá. Đấy, hàng 11 này quay trực tiếp cho anh em xem luôn. Những bạn nào mà ví dụ như ưng cái em này thì anh em có thể dắt về luôn. Được chưa? Đấy, và bên này thì là nó sẽ có đồng hồ điện tử anh em nhá. Đây. Đồng hồ điện tử đợt này về thì nó cực kỳ ít luôn anh em ạ. Đồng hồ điện tử về cực kỳ ít luôn. Và đây là cái đồng hồ cho anh em xem này, nó là Wea Plus. Đấy. Thì cái đồng hồ này thì đã được fix hết tất cả rồi mọi thứ anh em nhá. Fix hết tất cả các lỗi rồi và khi anh em mua về ấy, thì anh em chỉ việc lắp lên thôi. Anh em mua về anh em chỉ việc lắp lên xe thôi anh em nhá. Anh em không cần phải làm một cái gì cả, tháo rút cái đồng hồ cũ ra và lắp cái đồng hồ này vào, cắm đầu rắc như zin bình thường, không phải chế cháo gì anh em nhá. Vì là bên mình đã fix hết lỗi cho anh em rồi. Anh em mua về chỉ việc cắm thôi. Và đặc biệt là nó chỉ phù hợp cho dành Way 110 anh em nhá. Way 110 thì anh em làm thế, còn Way 150cc thì anh em sẽ phải đấu lại dây toàn bộ luôn anh em nhá. Đấy, đây là mình nói để cho anh em biết, không có đến lúc là anh em mua về cho 50cc và 100 nó rất là khó. Tiếp theo thì cái hai cái tải này anh em ạ. Tiếp theo thì hai cái tải này nó là hai cái tải dành cho đèn nha anh em ạ. Hai cái tải đèn Zinpass hàng 11 màu đen luôn cho anh em, hàng cực kỳ xịn sò con bò luôn anh em nhá. Thì đối với những cái sản phẩm bóng đèn hàng 11 này thì anh em nhìn thấy là rất là đẹp luôn này. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái hình ảnh quay thực tế cho anh em xem luôn này, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái đèn này bên mình đang bảo hành cho anh em là 4 tháng nhá. Được chưa? Bảo hành cho anh em là 4 tháng. Anh em mua cái sản phẩm này bên mình về là bên mình sẽ bảo hành cho anh em 4 tháng luôn. Đấy. Lỗi một đổi một luôn. Đấy, bất cứ một cái vấn đề gì mà anh em khi mà dùng là bị là bên mình sẽ đổi trả cho anh em luôn. Rồi ở đây sẽ có cái viền biển titan anh em nhá. Đây này, viền biển titan này. Được chưa? Về cũng được một ít thôi. Viền biển này thì chắc về được khoảng đâu đấy, được khoảng gần 100 chiếc thôi. Đấy, rồi thì CN cam anh em nhá. CN cam thì về cũng được đâu khoảng vài trăm bộ thôi. Đấy, CN cam ở trong kia.
Đấy, ở trong kia kìa. Đấy, và ở đây nữa anh em nhá. Đấy thì ngày hôm nay mình quay cái video này để chia sẻ với tất cả anh em. Những anh em nào mà đang có nhu cầu mua đồ chơi, mua tem mát hay là mua đèn đó mà anh em có thể liên hệ qua cho Shop Quy Black nhá. Được chưa? Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem cái video này. Chúc anh em gặp nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn anh em.